Chào mừng các bạn quay trở lại với 8790 Channel. Các bạn thân mến, ngay từ đầu năm mới, người hâm mộ của Tiêu Chiến đã nhận được rất nhiều tin vui. Đầu tiên đó là bộ phim Ngọc Cốt Dao đã tung ra trailer mới. Trong đoạn video xem trước này, cả Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đẹp đôi đến kỳ lạ. Nữ chính toát lên xinh đẹp dịu dàng và khuấy khác, nam chính toát lên sự bao dung điềm đạm và thanh tú. Mặc dù đoạn xem trước khá ngắn, nhưng đủ khiến cho người hâm mộ thỏa nỗi nhớ mong bộ phim. Khung cảnh trong phim đậm chất cổ trang quen thuộc, âm nhạc nhẹ nhàng da diết, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho người hâm mộ bị mê hoặc. Bộ phim đã được dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 12 tháng 1 này. Tuy nhiên, lịch phát sóng chính thức còn phụ thuộc vào lịch trình cụ thể của các bộ phim đang được phát sóng trên hệ thống. Và rất có thể ngày cung chiếu của Ngọc Cốt Dao sẽ được gia hạn vào ngày 12 tháng 2 năm 2022. Chúng ta hãy cùng chờ xem bộ phim lên sóng sẽ như thế nào nhé! Ở một tin tức khác, có tin tức rằng bộ phim Dư Sinh đã được xếp lịch lên sóng và dự kiến bộ phim này sẽ xuất hiện trên đài truyền hình Hồ Nam. Lại vẫn là đài truyền hình Hồ Nam, liệu thông tin này có chính xác không nhỉ? Tin tức được tiết lộ rằng Dư Sinh sẽ được công chiếu ngay sau khi bộ phim Tiểu Mẫn Gia kết thúc. Bộ phim Tiểu Mẫn Gia được công chiếu bắt đầu từ ngày 11 tháng 12. Tính đến nay, bộ phim này đã phát sóng được khoảng 20 tập trên tổng số 50 tập. Như vậy, nếu bộ phim Dư Sinh tiếp sóng Tiểu Mẫn Gia thì nhanh nhất cũng vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 mới có thể lên sóng. Dù sao đây mới chỉ là hai tin đồn chưa chính thức, tuy nhiên, tôi tin rằng đầu năm 2022, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ có nhiều tin vui. Bộ phim Dư Sinh đã bị om quá lâu và đây là giai đoạn thích hợp để bộ phim lên sóng. Sau hành trình của Tiêu Chiến với Như Mộng Chim Mộng, cái mác idol lưu lượng của anh ấy đã được xóa bỏ. Tiêu Chiến đã chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Đương nhiên, anti-fan cũng không còn vin được vào cái cớ thanh lãng mà dìm phim của Tiêu Chiến nữa. Hơn nữa, bộ phim Dư Sinh còn có sự tham gia của nữ chính Dương Tử. Cả Tiêu Chiến và Dương Tử đều có đông đảo người hâm mộ. Bao nhiêu khả năng bộ phim Dư Sinh sẽ tiếp sóng sau khi bộ phim Tiểu Mẫn Gia kết thúc là tin tức chuẩn xác. Quý vị và các bạn thân mến, trong hoàn cảnh chiến dịch thanh lãng của năm 2021, các bộ phim của Tiêu Chiến đều tạm hoãn lịch phát sóng. Đây có lẽ là nước đi vô cùng đúng đắn, lùi một bước biển rộng trời cao và sang đến năm 2022, trước mặt Tiêu Chiến thực sự là bầu trời xanh cao rộng lớn, có thể thanh thang mà bước đi rồi. Tôi nghĩ rằng hiện tại không có gì có thể cản bước Tiêu Chiến. Ngay từ đêm giao thừa, dù Tiêu Chiến không xuất hiện tại bất cứ sân khấu nào, nhưng anh ấy vẫn xuất hiện trên Tìm Kiếm Nóng. Gần đây tôi còn nhận thêm một số tin tức khác. Như chúng ta đã biết, Tiêu Chiến đã trở thành người phát ngôn toàn dòng của thương hiệu ô tô SAIC Audi. Tuy nhiên, sắp tới đây anh ấy sẽ công bố thêm một chứng thực mới. Bạn nghĩ lần này anh ấy sẽ chứng thực sản phẩm nào nhỉ? Trong tháng 1 này, Tiêu Chiến sẽ xác nhận sản phẩm điện thoại Huawei. Huawei là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, được thành lập vào năm 1987 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Không chỉ có mặt thường trực trong danh sách 3 nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, thương hiệu điện thoại của họ còn đang nuôi tham vọng chiếm lĩnh luôn cả thị trường điện thoại thông minh, với sự tăng trưởng có thể nói là thần kỳ chỉ trong vòng vài năm trở lại đây. Thương hiệu này có đủ 3 dòng điện thoại, từ tầm bình dân đến tầm trung và cao cấp, nên rất thuận tiện cho bạn lựa chọn. Dòng điện thoại của thương hiệu này có giao diện rất thân thiện và luôn hiểu người sử dụng cần gì, luôn phát triển theo nhu cầu thiết thực. Không màu mè, không cao xa và luôn lắng nghe cũng như chiều lòng người sử dụng. Bạn nào là fan của Tiêu Chiến đang muốn mua điện thoại thì hãy sẵn sàng tinh thần thôi nào. Dòng điện thoại của thương hiệu này cũng có giá thành không quá đắt đỏ. Vì thế tôi tin rằng sau khi Tiêu Chiến chính thức tuyên bố chứng thực, có lẽ các mẫu điện thoại của hãng này sẽ hết hàng nhanh chóng. Còn bây giờ chúng ta phải chào tạm biệt nhau rồi. Nếu bạn thích tin tức này, hãy tặng mình một like nhé. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tin tức sau.